Hai hộp 500 luôn đó. Hai hộp 500. Rồi, nói cho chưa? Các em chốt thành hộp. Các em hộp 500 tiền.
kia. Rồi lấy cái màu cam cái này, ghi 50 cho. Hai cái 150. Rồi ok. Màu cam hết rồi chế ơi, còn có cái màu xanh với màu đỏ thôi. Cái này là chấp nhận nè. Màu cam bé chấp nhận nó mua rồi chế Trương ơi. Rồi chị Hằng chia sẻ đợi em nè. Em chốt cái áo này cho bé gì? Bé Linh Linh Hà nè. 50 khoai, nó nhảy vô mua. Nana 150. Nana hai cái 150 ha. Hai cái 150 hai màu cho em. Rồi. Nana hai cái 150. Vậy là còn có một cái màu xanh luôn à. Để em kiếm cái màu cam coi có không thì em để cho chị Trương nha. Chị Trương đợi em chút nha. Nana nè. 150 đó. Em bán cái giá cực kỳ hữu nghị luôn mấy chế ơi. Rồi à, chị Hà, chị Hằng Phạm chia sẻ nè. Hằng Phạm nè. Ok nè. Rồi ok chị Na, ok chị Hằng Phạm, ok Linh Hà nè. Lấy xanh luôn ha. Rồi. Còn một cái xanh luôn ha. Lấy xanh luôn ha. Cái áo này là áo vô size. Em ớn mặc gì em mặc cũng được luôn. Rồi chốt cho chị Trương luôn nè. Bây giờ chị Trương hai cái xanh nha. Chốt cho chị Trương nè. Áo này là gọi là cái áo phi size đó em, nói thiệt. Em ốm thì em cột cái thắt eo vô, còn em mặc thì em thả eo, em thả cái dây ra mặc ok rồi. Mà hết rồi. Hình như hết rồi. Hết rồi. Đây cái áo này gọi là bán đồ áo giả gì em ơi, có 50% chế chốt mỗi tay mới chế đây chốt mỗi tay, ngày mai chế chốt đơn cũng mỗi tay luôn. Ngày mai chế cũng chốt đơn mỗi tay luôn. Ờ Chiến ơi, em có muốn mua xăm, bữa chị nghe nói muốn mua xăm gửi về Việt Nam không, chế về chế cầm về cho chỉ duy nhất một quỷ Chiến này thôi nào quỷ, tại chế cũng có ra Bắc, nếu mà muốn mua nó chế chứ cho chế địa chỉ đi rồi chế cầm đó. Đó một cái áo ngược chiều nữa nè, trời ơi má ơi, nó nãy có cái màu trắng kìa, giờ nó quất cái màu xanh, chẳng lẽ tôi cất tôi để dành đặng mùa hè tôi mặc cái chứ. Có 50 khoai luôn á, mà nói thiệt có sữa tắm Hàn Quốc, có sữa tắm Hàn Quốc nhưng mà chưa có hàng. Dạ ít bữa nó hàng mới về, có cái chai sữa tắm thơm mùi London á, cái chai đó thơm lớn luôn, có 400 khoai mà nó bự giả mang lắm rồi, nó chưa có về. Em bệnh rồi nè, đó hôm nay bệnh nhức đầu sổ mũi rồi đó. Cái áo này nữa 50 khoai luôn á mấy chế ơi, trời ơi đẹp lắm luôn, 50 khoai luôn. Trời ơi, không lẽ có cái áo 50 khoai mà không ai mua luôn đó hả? Không ai mua thì là. À, nếu có thì chị 1 tháng 1 chị về đó. Tháng 1 chị về đó. Chế thôi, chế không có cầm nhiều được, chế cầm 3 4 mũ cho em thì được. Tại vì thân á, em thân thiết với chế, em không có về được thì chế cầm cho.